À, giờ là đến công đoạn là hai thầy trò là khui sơn để chuẩn bị đi sơn cái chân bồn nước của chú chị ạ. Thầy định sơn màu gì đấy? Đen bóng. Đen bóng à? Đen phải đen bóng mới chịu à? Chứ đen tầm thường. Đen mờ thì nó nhanh xét, nó vui, nó hay ngắm á. Dạ. Là ta cứ phải chơi đen bóng luôn à? Thế cái gì cũng phải tốt. Tốt hết cỡ đúng không? Thân mến chào toàn thể cô chú anh chị và các bạn, lại quay trở lại video tiếp theo của em dâu. Thì buổi chiều ngày hôm nay thì tiếp tục là cho thợ tô hết còn cái phần còn lại đó, và dựng cái chân bồn lên. Thì trong cái buổi sáng ngày hôm nay thì đã lấp vết ống rồi đó, những cái đường ống mà dẫn nước lên chân bồn thì đã lấp xong rồi. Thì công việc của buổi chiều ngày hôm nay là tô chát đó. Tô hết cho nó xong, còn một chút xíu nữa thôi thì thầy Hùng sẽ hàn xong cái chân bồn này và sẽ dựng lên luôn. Nay tô ổn không anh? Nay thì khô rồi nhờ? Nay thì hút tốt đẹp rồi nhờ? Qua thì nó hơi ướt. Xong là mỗi một phòng là mình cắt một ô 20-40 gì đấy đó. Phòng nào cắt hả? Phòng nào cũng cắt luôn. Nhiều cô chú anh chị trên kênh có hỏi là trong phòng sao không ốp gạch men. Có ốp nhá, tô xong rồi mới ốp. Nhiều bác là cứ sợ không ốp thì cứ nói trời ơi ai làm thế nọ làm thế kia, cho nên là nhiều khi các bác ấy cứ hơi đánh giá sớm. Tức là bọn em là tô xong, tô xong rồi bắt đầu mới ốp gạch men nhá, cô chú anh chị yên tâm. Chiều nay đi vào khảo sát xem cái trường mầm non trong kia thế nào. Được thì xong công trình thì thầy Hùng xây luôn cho cái trường học thầy Hùng nhá. Có một cô ở bên Mỹ cũng muốn xây cho các cháu nhỏ trong làng Cà Lung ấy. Cà Lung mình một cái lớp thì chiều nay Hà dẫn mình vào đi xem tình hình như thế nào nhá. Thế hôm nọ vào gặp trường thôn này gặp mà ấy. Cả chi bộ xã luôn à? À thế là chi bộ thôn này, ý chi bộ thôn thế nào? Có mấy căn tất cả? Ông cái luôn cả chi bộ và trường thôn còn. À. Ý là thì chiều mình vô thì mình xem quay mình nói luôn. Biết rồi, nhưng mà ý là cái hiện tại là có 4 lớp à? Thầy. À. Thì cô ấy muốn là một là sửa sang lại hoặc là cô xây thêm cho một lớp nữa. Thì đấy. Ý người ta bảo là có cái nhà hội đồng nó hư rồi muốn sửa lên thì với lớp sửa thêm. Với cái nhà họ thôn là gần đấy luôn. À. Là sửa chung của nó là cho gọn gàng thôi, nó sạch sẽ. Sửa hay là xây? Sửa. À nếu mà sửa thì ok, còn để xây thì cô muốn xây một thêm một lớp cho các cháu. Đấy. Thì cô nhà bác sĩ sửa với là xây rào ngon rồi, nó mừng rồi. Nếu okay. Mà xây có móng rồi, gạch rồi, xây lợp rồi. À rồi. Sửa lại sang thôi. Thế thì chiều nay Lâm đánh xe chở hai thầy trò vào chiều hoặc là sáng mai đi. Chiều nay đi nhỉ. Đánh xe chở mấy thầy trò vào xem là tình hình như thế nào. Xây hay là sửa rồi là thì bữa đó có đấy. Đó là mình góp ý, họ góp ý. Đúng rồi. Mình ý như cái này mình cái này được thì mình làm. Đúng rồi. Muốn mà mình không muốn được chiều. Đúng rồi. Với lại nhà tài trợ người ta cũng có phần nào thôi chứ không được nhiều. Người ta chỉ có kinh phí ít thôi thì mình lựa. Làm trước. Đúng rồi. Thank you.
đều vẫn đang đo lại cái kích thước, còn vài cái chân ở dưới là hàn nốt là xong. Trong buổi chiều hôm nay là ổn hết không thầy? Ổn hết, mua sơn này đấy. À sao trời đứng mưa được? Mưa làm sao nổi, Lâm đã về là trời chỉ có nắng đẹp thôi. Không ổn rồi, mất điện. Riêng Lâm mà đã về làm công việc là trời này nắng đẹp. Đấy, thế hôm bữa Lâm đi về ngoài Bắc, ngoài mình có mưa lắm hả thầy? Yeah. Có đúng mưa không hay là trời thầy này lấy lý do thì trốn việc đi. Sao về này nắng đẹp vậy? Một đệ tử nữa rồi. Đang đi sau rồi. Đang đào cát ngoài đấy à? Đúng rồi. Hả? Đến từ từ phố ông ra đào này để chiều để mà mới tốt. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Đào 60 vuông nhá. Có bê tông chân chắc chắn thì không mai nó lật xuống là chết đấy. Đổ mấy cái sắt sáu. Không, đổ 60 vuông đổ bê tông. Đổ bê tông mà ý là mình đổ mấy cái sắt sáu. Có chứ. Mình chấm quài đó luôn là nó ha. Có hết. Răng là hết. Làm quài vào cái tủ luôn là nó lấy luôn. Thầy Hùng là khi đổ bê tông là thầy bỏ vào đấy mấy cái tất sáu này để trồi lên, là thầy để cái chân sắt mà thầy chấm vào đấy luôn thì tuyệt vời thầy ạ. Thầy Hùng ơi, nếu mà để được mấy cây sắt sáu uốn chữ U ấy bỏ vào cái bê tông này xong để trồi lên, mình để cái cây lên mình chấm vào đấy mới phát thôi thì tuyệt vời luôn, không bao giờ mà di chuyển. Cắm chân xuống á? Nhưng mà chắc ăn hơn là người ta uốn chữ U một hai cái cây, hai cây sắt sáu ấy uốn cong cong lên là bắt đầu trồi lên mình để đúng ở đấy mình chấm lại thì chắc nữa. Nắng giáo này mày làm sướng hả? Vừa quá làm tô nó không được, nó cứ tụt. Đây chiều qua tư ơi này. Vừa to ngọt. Và cho nên là cái tu tập nó quan trọng. Ở trong này thì gồm có một là nhi cầu này, một cái ống bên này nữa là để ống thấm nước nha cô chú chị. Đó, bên này là ống thấm nước này. Đây là ống nhi cầu. Đó. Cái ống bên này là để dành cho khi nào mà mình rửa giếc thì mình nước nó xuống đó. Khi nào mình rửa rãnh thì nước nó xuống đây. Sau khi tô xong thì anh em sẽ chuyển qua vấn đề là ốp gạch men. Ốp gạch men nó cao lên tầm 1,5 m. Đấy, cho nên cô chú anh chị yên tâm, cao 1,5 m. Đó. Thì rất là sạch sẽ nha cô chú anh chị nha. Khi mình rửa giấy này, mình vệ sinh thì nó không bị lấm lem. Các phòng là đều ốp gạch men cao 1,5 m hết, 1,5 m đến 1,6 m hết nha cô chú anh chị nhá, yên tâm. Gạch men là gạch men trắng sạch sẽ, còn ở dưới này là gạch men giả đá, giả sỏi đó, nhám, chống trơn trượt. Còn ở khu vực sân là thầy Hùng đang bảo là một là gạch nâu, hai là cái loại gạch giả cỏ đó, rất là đẹp, viên 60-60. Đấy, có thể là tráng ở khu vực này để đi cho nó khỏi trơn trượt, sạch sẽ. Còn chỉ có một đoạn ở ngoài này thôi, từ đây xuống đến dưới kia thì khoảng 2 m đó thì chúng ta láng bê tông kẻ caro để đi cho khỏi trơn trượt.
đấy. Đâu? Gốc cây luôn à? Ui, gốc cà với rau thế này. Chân bồn là 60-60. Đó. Bỏ bê tông luôn cô chú anh chị nha, cứ yên tâm. Bỏ bê tông xuống đây thì sẽ rất là chắc chắn. Tại sao là... thì né cái gốc cây ra, không đào gốc cây nó mệt lắm thật đấy chứ. Tránh gốc cây hẳn luôn, đào hẳn dưới rồi luôn đi. Chứ không, từ đây qua đây, từ đây qua đây nằm trên cái nền vô nó dễ. Đây qua đây chừng tí xích qua đây cho nó giặt đây này, nó bớt đây. Đo lại đi, sửa lại, một lần làm một lần khó đấy. Cái gốc cây này. Gốc cà phê, gốc gì? Cà phê. Nó nằm ở giữa luôn à? Ừ. Mình đào bốn xung quanh có đào được không? Đào bốn xung quanh mà nó ở giữa mà bẩy lên được. Phải đào hố được nào, phải đào hố. Sao không? Không, gốc cà phê thì đan dễ nổi thôi. Hơn này đào rồi giờ đi đào lại chứ mệt à? Đấy. Đó đào xong rồi trong kia có cái lốc kìa, có được vào phát cắt luôn. Không, cái lốc thì không cần đâu vì gốc cà phê đánh nhiều biết rồi, nó chỉ ăn xòe ở trên tí à? Cú làm gì ngoài đó, ngồi gái cái màn đá này. Đào cái chân để bồn nước mà lại gặp ngay gốc cây ở giữa. Khi nào mà đang đào mà thấy cái kịch một cái này, thấy cái hũ này, để mà thôi có khi là chiều nay nghỉ về sớm. Mai thầy Hùng hỏi tính tiền công mà thôi, có khi ngày hôm đấy làm từ thiện này, không tính công cán gì nữa. Thì hai thấy thức đông ngắn ngắn nhỉ? Qua cả một đồng hồ đi nha. Trời phết đấy nhỉ, gốc nằm ngay giữa cái hố này. Mà trước khi đo tìm làm thì không để ý cơ. Nếu mà để ý dịch vào trong kia một tí thì đẹp. Dịch vào trong khoảng mấy phân. Phóng đi anh, phóng bốn bên xung quanh, phóng hồi lùng đi, bốn bên xung quanh đấy, cái chỗ đấy dễ rồi. Chỗ đấy có dễ. Đấy, cứ phóng cho đến đứt thì là được. Thế mấy cái sổ beng đấy nhờ, hai người mà phóng nhờ. Đưa cho thanh niên cái nó khỏe nó phóng cho một lúc kìa. Nó đâu ok cứng. Nhìn biết rồi. Sau đào xuống tí nữa xong vào lấy cưa cái lốc rồi cắt. Cắt được 6 phân nhé. Vẽ cho thằng cu em cái hố kia nó đào trước đi. Một ông đào hố này, một ông đào hố kia đi. Đấy, đất rồi đấy. Không nhiều. Làm sao nó lại thầy đi quay đấy. Không sao, không còn sao. Ủa công mày sắp có ngày lên kim à. Cực lạc đi Phương, cực lạc đấy là mình phải chịu khó chịu sướng à, bôn ba bao tết chịu khổ đầu hàng chứ đâu phải đâu đấy. Về là về đâu ở Tây Phương cực lạc những người thượng thiện mình phải vất vả chịu khó chịu sướng chịu nhục nhã. Hạ thấp mình xuống không được nâng cao mình lên. Thế mà có cái gốc cây cà phê từ nãy giờ không nâng lên được đây. Chết thật. Đấy, nhưng mình phải hạ nhiệt coi như là mình phải hạ thấp mình xuống. Mình về cái phương tử làm được. Vậy như vậy người thượng thiện ở cái phương tử làm. Quá hay hay ơi. Phải chỉ đơn giản. Đi mút về là về đó.
Nhưng mà thầy giảng pháp thầy đeo kính đen thế này liệu có ai nghe không? Đeo để hàn thì không. À thế à? Ui, là, thế... là kính không kính nó vậy thôi, nó như nhau hết à. Thế nên đeo kính đen như thế này mà giảng pháp được bảo. Là đấu phân biệt, nếu mà mình coi bảo kính đen nó là chấp trước rồi. Cái Phật nói là không có chấp gì hết á. Yếu là cái tâm. Nhưng mà thôi thầy đưa cho mượn cái mũ ấy nhỉ. Không chấp thì đưa cho mượn Lâm mượn cái mũ chứ đấy. Ôi trời ơi, cho mượn ngay. Đấy, đỡ nắng hẳn. Hay là phải bỏ đầu trần ra. Hàn làm sao ngày mai về không nhận được thầy nên mới tốt đẹp. Sắp xong chưa thầy? Xong rồi đấy, cho. À, giờ đến công đoạn là hai thầy trò là khui sơn để chuẩn bị đi sơn cái chân bồn nước của chú anh chị ạ. Thầy định sơn màu gì đấy? Đen bóng. Đen bóng à? Đen phải đen bóng mới chịu à? Chứ đen tầm thường mờ thì nó nhanh xét, nó mưa nó hay ngấm á. Dạ. Là ta cứ phải chơi đen bóng luôn à? Ê, cái gì cũng phải tốt. Tốt hết cỡ đúng không? Buổi chiều ngày hôm nay thì sơn cái chân bồn. Hai cái này hai hết rồi nhé. Sân bồn màu đen. Khi nào mà quay cái đứng thì chỉnh cái béc, tay xoắn cái béc cho nó béc dựng lên, xoay cái béc cho béc dựng lên là nó dựng béc mà. Cây inox mà để bồn nước lên đây chú chị. Sau khi sơn xong thì sẽ dựng cái này lên, dựng cái chân bồn này lên và sẽ cột lên trên cái chân bồn này và cho bồn nước lên và dựng lên.
chỉnh gom cái đầu bếp này một tí em. Ê Đạt, em chỉnh gom cái đầu bếp này một xíu để cho nó khỏi tỏa. Đúng rồi. À, em dâu cũng được làm về BU, về sơn cho nên cũng rất hiểu về cái vấn đề sơn. Em dâu cũng làm hơn 20 năm trong ngành mộc, làm bên chạm trổ điêu khắc. Và BU này thì em Lâm cũng rất là dành. Nhưng cô chú xem trên kênh này bảo là không biết cái gì cứ đi chỉ đạo. Không phải nha, bởi vì em dâu cũng rất hiểu về cái vấn đề phun. Và phun BU ở trên gỗ nó còn khó hơn phun BU ở sắt rất là nhiều. Phun ở sắt ấy thì nó không bị cháy đó. Và nó đơn giản. Nhưng mà phun ở trên cái mặt bằng mà gỗ hoặc đồ mỹ nghệ là rất là kỹ thuật cao. Bởi vì phun ở trên gỗ là không được phép chảy, BU không được chảy. Nếu như mà chảy thì bức tượng hoặc là những sản phẩm của mình làm nó không đẹp. Còn mà phun BU ở trên sắt thì nó rất là đơn giản, ai cũng có thể phun được. Nó chỉ khó một cái chỗ là mình điều chỉnh cái hơi, cái béc BU làm sao cho nó gom lại, nó đỡ tốn, đỡ tốn cái sơn thôi. Cho vừa tầm, không nên cho nhiều quá, nhiều khi mình nghiêng nó đổ á. Sơn cái màu đen này có vẻ nó sạch sẽ hơn đúng không? Ồ, ở đây nhiều kiến lửa lắm cô chú anh chị này. Đứng nãy giờ cứ đốt miết à? À, tổ kiến lửa này. Bốn cái hố này em ra dâu đã cùng với thầy Hùng là đào để đổ bê tông. Đó. Bê tông là để khi mà đưa cái chân bồn lên thì cho nó chắc, đổ bê tông ngập luôn. Đó, em chỉnh gió vừa nhỏ lại mà cái lượng sơn nó đỡ tốn nữa. Đúng không? Đây, quẹt quẹt qua đây cho nó xong, nó đứt đuôi rồi đạn lên luôn em. Quẹt từ đấy qua đây luôn, đứt đuôi luôn. Đó, sơn cái màu đen này nó sạch sẽ hơn. Đó, hàn xì là xong rồi thì ngày mai là bắt đầu mới lại lắp ráp. Vậy là ráp bồn luôn là kéo lên luôn hả thầy? Kéo. À, vậy là tình hình là thầy đang sửa lại mấy cái chân để đổ bê tông, để rằng cái chân dàn để bồn nước của chú chị ạ. Đó. Đổ bê tông là vuông 60-60. Khi mà đổ là thầy lấy cái cây sắt 6 thầy uốn chữ U ấy, thả vào đấy bắt đầu chấm luôn vào thì nó chắc tuyệt đối luôn nha.
Đó, 4 hố. Thầy coi cái bình hơi xem thế nào. Lại đóng hơi bắt đầu. À, thì cái video của em dâu đến đây thì cũng tương đối là dài rồi. Thì xin hẹn cô chú anh chị và các bạn vào những video tiếp theo. À, cô chú anh chị và yêu mến em dâu thì cho em dâu một like, một đăng ký kênh. À, công tác chuẩn bị mấy anh em dựng cái chân bồn lên. Rất là nặng rồi chú chị. Chung chung bạn chung chung chung. Đi thẳng. Dây đi. Anh đi xuống á. Nặng lên đi xuống. Đó. Nè, rồi chống cho cái thang lên đi chưa? Rồi, anh đi xuống đi. Đi xuống đi. Đó. Đi xuống đi. Đó. Kéo mạnh lên cái ơi. Kéo mạnh lên. Phải không? Thầy Hùng nhớ cái thang xuống nhanh chóng dưới thầy Hùng ơi. Rất là nguy hiểm. Nay Calamen của em dâu không đi cho nên là em dâu không có người quay lại cái đoạn này cho nên là mọi ngày có Calamen đi theo thì hỗ trợ em dâu. Nay thì này, có việc. Từ từ nhá. Ok. Ôi thoát tim. Thoát tim, thoát tim, thoát tim. À bồn nước nó lên ok rồi cô chú chị nhá. Đó. Xin chào với cô chú nha. Hôm nay tầm này có 450 phân. Cái bằng mẹ là khắc khắc luôn rồi, khắc kia được. Mình canh tông xong rồi đổ cái tông lên hả? Không, phải kê lên đồng hoàng. À, phải kê lên. Ờ, xong bắt đầu là lấy cái sắt sáu là uốn hình chữ U để vào chấm lại. Nó mới chuẩn được. Đi chạy vào cái lấy máy cân nước đi, cân cho nó chuẩn rồi. Nói chung là nhìn thì cũng tương đối rồi, mình chắc ăn là mình cứ cân thôi ạ. Bỏ nước lên, bắt đầu bơm nước lên nào. Đúng rồi. Nghiêng rồi nhìn nó đỏ luôn. Cái độ cao mình chắc cũng cẩn thận mọi người nhé. Thấy tương đối đấy. Tương đối bây giờ thì hơi thấp tí sau. Bồn rất là cao luôn. Cao 6 mét. Chiều cao quá tuyệt vời luôn, lý tưởng luôn. Sao mấy cái kia một gần mét nữa. À 6 mét với lại cái đế nữa. Cái nửa 5 60 phân nữa. Nhưng mà cái đáy của cái thùng thì không chạm với cái kia không thế. Cái đấy thì cái giá thôi. Thì nó chung chênh lên 10 phân nữa. Hơi nghiêng tí đúng không? Hơi nghiêng về trong trong dàn. Cái máy này. Có cái cân rồi, cân nước bài bản rồi thì không lo. À, rất là tốt đẹp rồi. À, dùng máy để cân cân chân bồn đồng hoàng nha các chú anh chị. Thầy Hùng làm rất là đàng hoàng luôn. Anh chưa là anh khơi này đang là nó xuống con này. Cái khơi đấy, khơi đấy. Khơi này xuống nó kê cái đất này, lấy cái xẹp, xẹp nó cái là không. Dùng máy cân chân đồng hoàng chứ không phải là dựng ấy đâu. À bốn cái chân này thì ngày mai sẽ đổ bê tông. Đó làm chân vịt ra để đổ bê tông cho nó. Lấy cái bay, cu chạy vào lấy cái bay. Bấy luôn cái ghe ra cho nó. Chạy vào lấy cái bay xây. Mới trong cái đống đất ra. Mới luôn ra để vì mai nó khỏi han gì. Vì chỉ khó thì có bác thờ hồi lo rồi. Đấy. Hình như là thầy Hùng như nhận công trình bên chỗ nhà sư bá luôn đúng không thầy Hùng? Đúng không? Thầy Hùng cười tươi thế. Vừa làm đường nha mọi người nhé. Thầy Hùng mà nhận làm đường, làm nhà, làm cầu, làm cống nha mọi người nhé. Xuống được không? Thầy Hùng như cũng mới nhận công trình ở bên công ty của anh Tuấn, công ty sư bá mọi người. Xuống mà xuống. Cần thì lấy cái gì xuống luôn mà. Xuống chưa sao em thấy nó vẫn nghi mà. Đặt nào thắt ra. Em ơi lấy cái nào nữa nào phát người ta đứng người đứng dúng thắt xuống. Rồi đo đây cái. Thầy đo như kiểu thầy phong thủy nha. Thế 24.
cái này hết 3 chứ hết 4. Một cân rồi nha, bài bản nha cô chú. Bao nhiêu? Đâu thầy quay cái góc xanh lên đấy thế nào? 21. Vẫn bị lịch quá mà. À. Dặm nó xuống. Lên đứng lên nhà dặm. Ôi. Xuống hả? Không. Đấy xuống sụt cái rồi đấy. Thấy nó xuống rồi mà không biết luôn. Từ 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 đâu 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 nào cái, đâu nào cái. 12 năm rồi. Anh lên nè. Anh cũng ok rồi đó, tương tương rồi đó. 21, anh nằm dưới sâu quá rồi, xuống sâu quá. Rồi đệ của thầy nó nhẹ quá. Nó đứng lên thấy cái xuống cái ao cái mà thôi xong rồi. Đấy, giờ lại bị lệch nữa rồi cô chú ạ. À. Nói chung là cái này chỉnh hơi khó. Đấy. Lại là nhân công ít nữa cái này chỉnh nó cũng hơi khó. Nhưng mà cũng phải cố gắng thôi cô chú. Phải cố gắng. Rồi cho nó xuống được. Đó, giờ phải lót gạch lại cho nó chưa được bằng. Vùng nó rồi, đây buộc phải lót, phải lót. Còn bắn lại một tí xong rồi khóa. Nếu mà trộn trộn xi luôn đây sao hay mai thầy? Tí hồ này cho tí bên bên dưới chân trước. Đổ một tí hồ vào chân đi cho nó mai vào đổ bê tông xong. Chẳng đâu mà sao nó ngã được. 24. 21. 3 phân. Vẫn còn lịch 3 phân nữa cô chú. Trên 3 phân. 3 phân nữa. Những cái miếng gì kê phải nhúng nhúng xuống không ta? Đó. Cái này phải đô lên. Miếng gỗ gì được cây gì đấy nó được gạch này. Bác cái đây bác tô cái nút kia cho nó ấy đi, để cho đây hai người nặng. Đây cho nó hết cái hồ đấy, cái hồ này. Nãy giờ bác cái hồ này quên rồi chứ không là cháy hồ rồi mọi người. Cái này mà tô mà không nhanh là nó sẽ bị cháy rồi. Cháy rồi. Đo đi lấy thước đo. Hà hà. Hà đo cho quen nó nhanh. Đến cái bao nhiêu? 23.5. 23.5. 21. Vẫn thấp vẫn gần. Vẫn thấp 2 phân. 2 phân chiếm miếng gỗ gạch lục gạch nữa nữa lên đây chứ bố. Thầy chẻ ngay nửa viên gạch đi. Nửa viên gạch đi. Phải có đúng mà. Do đè của thầy nó gầy quá, nó đứng lên nó thụt gì mà thụt gớm vậy. Bỏ tay ra không thì thấy á cái là. Ôi, hy vọng lần này quá tam ba bận rồi nhá. 21, ok đấy, đảm bảo quả này ok. 21 rồi. Ôi đẹp rồi. Nhanh thế. Nói chung là lệch một tí nó mới phú quý đầu sang. Sợ nhất là lệch một gang thì cả làng phú quý. Ngoài tắt cái chân ra để mà ấy. Tắt cái chân ra để mà đổ một tí hồ nó khỏi chết chân chứ. Đổ tí hồ vào chân luôn thì để cho chắc ăn rồi mai đổ bê tông sau. Đấy, bây giờ nó lại tiến hành banh ra. Bây giờ cho tí hồ vào đấy ra xong rồi để mai bắt đầu mình đổ bê tông sau. Cho nó đứng vững cái chân đã. Cho nó có cái cốt. Cho nó khỏi xét cái chân. Lấy cái bay ra đây cô em. Lấy cái hay xây đó. Lấy cái bay ra vết nó mới sạch được. Đó con dao kìa, lấy con dao ơi. Đấy các bác làm được rất là hay xây. Mà bây giờ 6 giờ rồi. Nhưng mà các bác còn cứ tiến hành làm cho nó xong. Không là lỡ họ sợ đêm hôm gió nó lập. Đây này, lấy cái dao này, cạo này. Nó đâu ăn thui đâu. Để cho nó khỏi. Nó không gì. Đây là bác phụ hồ à? Đi đón chồng. À đón chồng. Alo. Hôm nay cho anh ấy làm tăng ca thêm tí để cho nó đạt tiến độ chị nhá. Vâng. Đấy. Thôi mình làm cái việc nó liên quan đến chỗ thầy thì mình làm thêm tí để cho nó phước báu nha. Yeah. Chồng chị là anh nào đâu? Ủa thế nãy cái cô nào cũng đến nhận chồng thì cô nào đến nhận chồng thì... Nãy có cái cô bằng áo tím hoặc cà cũng đến nhận chồng. Bây giờ chị lại đến nhận chồng cái gì thì biết rồi. Rất lạc đâu mà đi đón chồng chứ không. Thế cho nên này qua kênh của em mới nói là thợ xây nó có giá lắm.
mấy cô má đỏ hay hay cũng muốn có chồng làm thợ xây. Mấy cô tắt nước gầu dây không ngoài ý muốn có thợ xây làm chồng. Mấy cô sáo lạc ngoài đồng không ngoài ý muốn có chồng làm thợ xây. Đấy. Đấy. Nay cái em áo tím hoa cà đến cũng bảo là chồng, bây giờ là chị là nhận chồng thì tôi cũng thế thì em phải xin việc cho anh ấy làm cho thật nhiều đấy. Đúng không? Chị được mấy cháu rồi? Chị ba cháu rồi. Mấy chồng rồi? Cái gì tít tít gớm vậy? À cái này cân mà lệch là nó kêu thầy. Năm ba thì tốt đẹp rồi. À giờ cái này mà lệch cái này kêu ngay. Cái xe á? Lệch. Không được, còn cái sàn đấy, trộn cái sàn đấy đổ vào đài một xe. Rồi 17 năm. Đó lại là 17 năm đúng không? Đúng rồi. 19. À 17 năm 19. Cái này cao hơn. Thấp hơn. Bên này thấp hơn. Bên này thấp hơn chứ, bên này 17, bên này 19. Bên này bị thui 2 phân. Bên này 2 phân, bên này phân gửi. Chân bên này cho phân giữa lên. Bên này cho phân giữa lên là được. Đó, thầy rất là cẩn thận. Rất là cẩn thận trong từng chi tiết luôn. Cảm ơn cô chú đã xem hết cái video của dâu. Thì qua cái kênh của dâu thì dâu có bán một số những hàng nông sản, thì cũng mong là bà con cô chú ủng hộ cho dâu. Trên kênh của dâu thì có bán mật ong. Mật ong gồm có 5 loại. Loại đặc biệt là loại mật ong ruồi. Đó. Sau là mật ong khoái, mật ong hoa đắng, mật ong hoa cỏ xuyên chi và mật ong cà phê, có 5 loại. Ngoài mật ong ra, Lâm còn bán tinh bột nghệ để dành cho bà con uống chung với lại mật ong vào những buổi sáng. Đấy, pha mật ong với lại tinh bột nghệ uống dành cho bác nào có hiện tượng đau và trào ngược dịch vị dạ dày. Ngoài những mặt hàng đó thì còn có rất nhiều mặt hàng như là trà thảo mộc. Đấy, trên tay Lâm này có trà mãng cầu này. Đó. Trà mãng cầu thì có 2 loại bác nhé. Các bác là mua loại thượng hạng và loại bình thường. Đó. Giá cả làm sao, như thế nào thì số điện thoại em đang ghi ở màn hình. Các bác có thể IB qua. Ngoài trà mãng cầu ra còn có trà lá ổi, giúp thanh lọc cơ thể này, giảm tiêu, làm hỗ trợ được tiêu hóa là đẹp da này. Đặc biệt bác nào bị triệu chứng như là giảm mỡ máu, tiểu đường, giảm cân rất là tốt cho cô chú anh chị nào có nhu cầu muốn giảm cân. Trong đây thì có 20 túi lọc rất là tốt. Và công dụng như thế nào, tốt như nào thì các bác ấy cứ nhắn qua cái số điện thoại ở dưới, em có thể tư vấn trực tiếp cho các bác. Song song với những sản phẩm trên, em còn có một sản phẩm nữa là củ tam thất. Đó. Củ tam thất này về các bác có thể ninh với gà rất là tốt. Và rất nhiều công dụng khác nữa. Đấy, củ tam thất nguyên và bột tam thất xay sẵn cũng có. Ngoài những mặt hàng còn rất nhiều mặt hàng như là hạt điều. Đấy. Hạt điều rang muối, hạt điều có rất nhiều loại. Hạt điều rang muối này, bì 500g. Đấy. Rồi đây là trà gạo nứt, đậu đen, lá thảo mộc đun vào ấm siêu tốc uống rất là tốt. Đấy. Rồi hoa đu đủ đực. Đó. Rồi thì hoa tam thất. Đấy, hoa tam thất các bác nhé. Hoa tam thất rất là tốt. Bác nào mà làm công việc cường độ thì dùng cái loại hoa này rất là tốt. Hãm thay nước trà hàng ngày. Rất nhiều các loại thảo mộc như là chè dây này. Chè dây cho bác nào mất ngủ này. Đó. Bác nào mất ngủ hay mất ngủ. Đó. Căng thẳng rất là tốt cho bác nào bị đau dịch vị dạ dày. Thì qua kênh cũng cảm ơn tất cả cô chú anh chị trong cái thời gian vừa qua đã theo dõi kênh của dâu và có mua hàng ủng hộ cho dâu, thì cũng trích một phần nhỏ để đi làm từ thiện. Qua đây cũng cảm ơn cô chú và các bác rất là nhiều đã quan tâm đến kênh của dâu và đã mua hàng ủng hộ cho dâu. Một lần nữa xin chào và hẹn cô chú vào những video tiếp theo. Bye bye.